Đó, đây kìa, giờ em kìa, hết hình dung chưa? Đây giờ cái nhà của anh này, trời trời ơi trời ơi trời, thấy cái cảnh này thiệt kìa, bức, trời ơi trời, mấy chục năm dành những tiền mấy chục năm mà giờ nhà, trời ơi trời, cái kìa nó bức, cái kìa trời, hè như bọc thang như trời, trời ơi em ở đây không có, anh không có về đây, anh không chứng kiến cái cảnh này, trời ơi mới. Trời ơi, con kè nó nứt. Trời ơi, chết rồi. Còn cái gì nữa? Đó. Chỉ thấy của người ta lỡ thôi chứ nhà mình không thấy, chắc nó tối mà. Dạ. Đâu dám ở, có ổng ở. Mà ổng ở bà cũng la cái đó, bà nói còn người còn của làm ơn ông chạy nha, chuyến này là chạy bỏ của nghe, là ông thân ai nấy lo, còn nói vậy đó nha. Dạ. Đó mà kêu quá trời luôn, mấy đứa em ở bên ruột của bà đó lên kêu. Dạ, A Di Đà Phật. Tiếp theo thì hôm nay Thành Hậu xin chào chú. Đây là chú thứ mấy chú? Thứ tư, Tân Tấn. Dạ, chú Chư Tư Tấn là chú này đã có một chiếc ghe. Và sau khi chú nghe mọi người kêu cứu cho nên chú phải chạy vào. Cuối cùng chạy vào thì cứu không được mà mất luôn chiếc ghe. Dạ, hai miệng đáy. Hai miệng đáy luôn. Dạ, vậy thì chú có thể chia sẻ trong cái lúc đó nó xảy ra như thế nào vậy chú? Trong đó thì mới chạy vô thì tính là nó không có lỡ dữ vậy. Mình tính đâu mà nước xáy dữ vậy. Thì chạy vô vừa tới bờ tắt máy thì nó lỡ nó xáy với ghe chìm xuống. Tôi lội mà lội dữ lắm, biết lội mà, biết lội 40-50 mét lội dư sức. Rồi lội xiết con ghe mà có đâu chừng 4-5 mét mà cái bần lội không tới. Độ hoài không thấy tới chừng mà giới được cây bần thì đuối rồi, hết lậu nổi rồi, chỉ tay nắm thôi, nắm như cái bần rồi la thôi. Hết rồi, hết sức rồi thì la thì cái ghe dưới kia cắt dây máy xe bốn máy bốn chạy lên, nó rước leo lên ghe thì nó ghe chưa được 10 mét cây bần thì cũng tiêu tàn ơi. Tức là chú lội riết tới để chú nắm cây bần nhưng mà sau đó thì chút xíu là cây bần nó sụp luôn, sụp tiêu luôn. Cây bần nó cao không chú? Cây bần đó thì đó nước đầy nắm mấy nhánh ở dưới nhánh nhện. Không mà cây bần đó thường thì chú thấy nó xa không, nó cao không? Cây bần cái đọt cao lắm. Vậy hả? Sư phụ. Rồi cái lúc mà chú nó sấy nó hút xuống hay gì, nó hút xuống nó hay hút sao? Xuống, nó sấy nó hút. Mà nước chảy dữ lắm rồi nó sấy dữ lắm. Sấy rút rút xuống dưới ha. Rút luôn xuống dưới rồi chừng nào xuống đụng dưới rồi bắt đầu nước chứ mới trào ra chừng 2-3 thước rồi đó. Dạ. Ủa có nghĩa là nó sẽ còn nước nó trào ngược trở lên nữa hả? Rồi cho trào ngược trở lên, chừng nào đầu đụng dưới rồi đụng đáy rồi bắt đầu dưới nó trào ngược trở lên. Dạ. Rồi ở đó khu vực đó là vậy là chỉ có một chiếc ghe của chú thôi. Ba chiếc à? Ba chiếc. Ba chiếc. Mấy chiếc kia có bị ảnh hưởng gì không chú? Chiếc kia thì chiếc của thằng Thảo hồi nãy phỏng vấn sao đó. Dạ. Là chiếc đó là nó chìm trước mà trong gạch nhỏ. Rồi một chiếc của chú đem cái cống, giờ cái cống vô đang đắp cái cống đê bao á. Dạ. Là chìm trước. Rồi tới ghe tôi là chú đó hụt chết đó. Dạ. Nhánh bần nó quýnh, ổng bị thương đây, tét đây. Ủa là chú nào hiện giờ có đây không? Không có đây, đi nằm bệnh viện rồi về quê luôn rồi. À. Rồi chiếc ghe đó là hai, rồi chiếc ghe của tôi với hai miệng đáy là ba chiếc ghe, hai miệng ba đáy. Ba chiếc ghe. Là hai chiếc ghe kia là cũng chìm luôn. Chìm hết, không còn chiếc nào luôn, chiếc kia thì nó chìm sẵn rồi, nó hút ra thì không nói đi. Còn cái chiếc mà cái ghe của ông rồi cống, chiếc đó chắc đập bể. Dạ. Tại vì ông nằm ngay trên cái bờ, cái nhánh bự lắm, nhánh cầu lớn rồi nè, đập xuống nó đập ngay ổng. Tôi nói trời ơi ổng chết rồi, tới trường tôi lên nói rồi chết mẹ ông, ăn rồi khóng đâu kêu rồi ai. Giờ ổng vớ được thùng trôi tút lên đầu trên không? Dạ. Bình thường. Bình thường ở ngoài sông là nhấp 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 thôi, mà trong đó thì mỗi lần lỡ là mỗi lần bạc có ba lượng sóng. Nó là có ba lượng sóng xong là bắt đầu lỡ rồi. Tức là lượng sóng là nó tràn vô hay sao anh? Không có tràn, sống tại đó luôn rồi nó sống vậy nè, tại lúc đó dưới đất nó động hay gì đó rồi nó sống nhập lên ba lượng rồi bắt đầu giật xuống.
rồi là lúc đó từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chú? Hồi lúc lỡ thì tôi không biết, hồi đó tôi về ba khoảng 4 giờ rồi, tại nó lỡ trước rồi tôi thấy rộng bên thiên rồi thì về tới đó rồi cái thằng em nè nó kêu cứu em với anh Tư ơi, thì quẹo vô. Dạ. Quẹo vô đại đi rồi tính gì tính chứ. Tôi tính ghe cũng 2 tấn mấy làm gì chìm. Mình tính đâu có nước sấy đâu. Ai giờ nó sấy quá. Theo nó sấy chừng cái lỗ mà trong hộp đâu khoảng 10 mét vuông à. Nó lỡ cái góc tư mà nửa công góc tư. Hết sức rồi. Nói trời này nó hả nó sấy xong rồi nó chơi ụt xuống luôn. Ụt xuống đó nó không có chạy ra. À, tức là nó đi thẳng xuống luôn. Đi thẳng xuống luôn. Rồi hôm nay mình có đo nó là bao nhiêu sâu không chú? Thôi ngày hôm qua tôi không có đo. Ngày hôm kia có đo là ngay chân tôi đổ ngay chân cái nhà của thằng ngay cái nhà của thằng Gớt Cái Mai á là 24 mét, như vậy là nước cạn này nha. Rồi kế xích vô trong cũng của nó luôn là 14 mét, rồi chạy xuống dưới kia thì 9 mét. Yeah. Bây giờ cũng còn đang sụp nữa. Hai mấy mét mà chưa ngay chân cái lòng chảo của nó nha. Mình đo lòng chảo thử coi bao nhiêu sâu ta. Không biết chưa, không biết chỗ nào là cái lòng chảo. À, tại vì nó quá rộng ha. Tay của chú như vậy là khoảng diện tích bao xa gì chú Từ? Từ ngoài mé bờ vô, từ ngoài chỗ mí lở vô chắc cỡ 200 mấy mét quá. Dạ, yeah, tức là từ mí lở vô tới trong hiện bây giờ là khoảng 200 mấy. Rồi chiều dài nữa chú, chiều dài á. Chiều dài chắc cỡ 400-500 gì đó. Dữ ta, 400-500 mét thôi. Rồi nó qua ăn qua bên kia rồi, nó ăn qua cái hồng dàm á. Nó qua cái hồng dàm rồi. Dạ. Nãy tôi qua tôi có ấy thử cái dàm nó rồi đó, nó càng khô à. Nãy tôi cũng có lấy dòng thử. Nó lỡ từ từ bệnh á. Ở bên thì bữa hỏi thằng em nó đo là 25 mét. Chiều sâu. Chiều sâu. Vậy đó. Mấy ngày mới tiếng nổ. Mới tiếng nổ mới qua kia vậy nè. Vậy đó. Nổ lớn đó. Dạ. Rồi tôi nói mấy nhỏ đốt pháo đại. Mà bây giờ mà ai mà còn sử dụng pháo? Rồi mấy nhỏ mấy chị kem ma tí nó đốt hoài gì. Vậy đó hả? Tức là nó nổ khu gần khu vực đó hả chú? Nổ ngay chân chỗ vườn sầu riêng của ông đó, 3 mấy công, 32 công, mà giờ còn có đâu chừng 4 công, 5 công vậy lắm. Vậy hả? Bây giờ mình còn vô đó được không chú? Được. Mà đi thì lên xin mấy ông công an đi đường tắt ra đó được gần. Đi ngược lên hả? Mình lội bộ lên ra trên ha. Đi xuống chú đâu, anh đâu có lội lên được, anh đâu dám lội, lại đang sạc anh leo lên nó sạc anh xuống sao? Phải sao mình trên này mình đi xuống ngay cái nhà đó. Xuống nhà thì cái xuồng nó chạy tới nhà luôn. Vậy ha. Dạ, dạ. Rồi vậy thì rồi ngày qua bây giờ đi xuống dẫn anh xuống ngay chân cái ông đó hoặc là ngay con dâu ổng thì trước cái ghe bự hơn, còn ổng chiếc xuồng. Mượn ông chú đó. Mà đi mấy người. Mình anh con với anh rồi mày. Vậy được, trời ơi xuồng 25 dạ mà, xuồng sao 25 dạ mà. Chứ ghe cái ghe. Chứ ghe 2 tấn mà một lúc mà xuồng nhắm gì. Mà chắc cũng không có gì xảy ra ha. Dạ, ghe 2 tấn mà chở con em tới 4 tấn nè. Tỷ thứ tư mà trên tấn là 4 tấn. Thôi vậy bởi vì là tới 6 tấn mà còn lúc mà. Lúc. Dạ, rồi thôi cảm ơn chú ha. Dạ. Nhưng giờ là chú đang ở đây chứ chú đâu có gì dưới chỗ dạ, nhà chú đây, được hả? Ở đây. Dạ. Dạ, Nam Mô Đà Phật, kính thưa quý vị. Đây là những anh này là đang ở những cái khu vực nhà trọ ở tạm thời. Đây là những hộ mà đã bị sạt lở đó quý vị. Dạ, phải đành thuê những phòng trọ để nghỉ đây. Dạ. Thì vừa qua những hộ mà đã bị sạt lở đó là đây là anh Trường hả? Nguyễn Minh Trường và một hộ trong 13 hộ sạt lở là mà dỡ nhà hết rồi chi dời mộ rồi đó. Vậy đó hả? Là gia đình anh đấy ha? Dạ, hai cái mộ đó ha. Dạ, với anh Hoàng. Dạ, dạ, dạ. Rồi bây giờ mình cái này mình thuê ở dạ, cái trong phòng này là bao nhiêu người? 5 người. Mấy người? 5 người. Toàn ở cái phòng lớn mà 5 người. Có con nít rồi nữa hả? Có cháu nội. Dạ, quá cực khổ rồi ha, rất giả quá. Rồi, đây là một hộ nha quý vị. Dạ. Ở đây là
Dạ, Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là những anh này là đang ở những cái khu vực nhà trọ ở tạm thời. Đây là những hộ mà đã bị sạt lở đó quý vị. Dạ, phải đành thuê những phòng trọ để nghỉ đây. Dạ. Thì vừa qua những hộ mà đã bị sạt lở đó là đây là anh Trường hả? Nguyễn Minh Trường và một hộ trong 13 hộ sạt lở là mà dỡ nhà hết rồi di dời mộ rồi đó. Vậy đó hả? Là gia đình anh đấy hai ha? Cái mộ. Dạ, hai cái mộ đó ha. Dạ, với anh Hoàng. Dạ, dạ, dạ. Rồi bây giờ mình cái này mình thuê ở dạ, cái trong phòng này là bao nhiêu người? 5 người. Mấy người? 5 người. Toàn ở cái phòng mà lớn mà 5 người. Có con nít rồi nữa hả? Có cháu nội. Dạ, quá cực khổ rồi ha, vất vả quá. Rồi, đây là một hộ nha quý vị. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, thì vừa qua Thành Hậu có ra ngoài nơi khu vực ở ủy ban để trao tổng cộng là 13 hộ dân sống trong một cái hoàn cảnh hiện giờ là sống những cái nơi nhà trọ. Thôi thì hôm nay Thành Hậu sẽ đi xuống quay lại những hộ dân sau khi nhà không còn và tất cả của cải tài sản đều rơi hết xuống sông, không còn gì hết. Thì tiếp theo Thành Hậu sẽ đi vào bên trong để quay lại cái bối cảnh mà quý vị đang tạm nghỉ nơi những khu vực nhà trọ ha, để cho quý vị mình thấy cái hoàn cảnh như thế nào. Và Nam Mô Đà Phật, mời quý vị vào bên trong. À, thưa quý vị, đây ở trong này ha, ở trong này đó phải không? Dạ. Dạ, đây là những hộ trao chí mà vừa qua Thành Hậu đã có trao. Đây mấy chị này. Dạ, hồi sớm mình vẫn có nhận rồi phải không? Dạ, ở đây, đây là Thành Hậu có quay được sau khi ở trên ủy ban đã có hỗ trợ và tiếp theo thì Thành Hậu có xuống tới này. Dạ, đây. Này mấy cô mình ở đây bao nhiêu người đây? Dạ, ở đây thì hai hộ. Hai cái nhà mắt trắng. Hai cái nhà mắt trắng luôn. Dạ. Mà ở chung trong phòng nhỏ xíu gì ở sao? Ở chung này luôn chứ giờ mẹ con thôi tệ ở lại đi. Vậy hả? Tàn ơi, nực nổi gì đâu mà quá xá luôn phải hầm. Là... thì giờ phải chịu chứ giờ dạ. Sao giờ? Dạ. Rồi cô về đây được mấy ngày rồi? Từ lúc sạt lở tới giờ cô? Bữa nay hình như ngủ ở đây cũng 4 năm đêm gì không có nửa đầu. Đã từng lễ rồi. Đã từng rồi. Vậy hả? Sập bữa thứ hai. Buổi chiều thứ hai đúng rồi. Vậy hả? 7-8 ngày rồi. Dạ. Rồi cô có cái nhà ở chung với ai, với chị này hả? Là với chị nào? Ở chung với hai chồng út chạy ra ngoài, rồi nhỏ này thì có nhà. Còn vậy hả? Thì ở tại đó luôn. Dạ. Cái nhà hiện giờ còn thô lôi mà đó là nhà của ai cô? Nhà thô lôi đó là cái đó cái nhà quan của người ta bỏ luôn. Không, cái nhà hiện giờ nhà của chú Nam á. Cái nhà đang rỡ còn. Dạ rỡ. Dạ dạ. Đó, nhà của ông Nam. Dạ. Nhà của chị tên này á là chụp bây giờ nước cạn cũng không thấy nóc luôn. Dạ. Mất tiêu không còn cái gì hết trơn, không thấy cái gì nữa. Dạ. Kêu mấy đứa nhỏ gì em vừa coi có trôi cái gì không kiếm lụm mà sao không thấy của mình. Dạ. Quá sâu coi gì mình không. Tức biết. Là nó sụp mất luôn, sụp xuống mất tiêu luôn hả chị? Tiêu luôn, giấc sáng người ta nói người ta vớt đồ nhóc có thể nó lên tỉnh nhìn coi có tủ ấy không, mình cũng còn cất nhà. Dạ. Dạ mà không còn gì hết trơn. Dạ. Ở gầu quá trời gầu. Gầu cái nước mà nói nào ơi bên Mạnh Thường Quân xã rồi bà con dòng họ cho thì nói dính nhút cũng 2 năm. Rồi trong vòng 2 năm nữa cái thân già này không biết mận gì. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 65 tuổi rồi. Dạ vậy đó hả? Mà điều có cái là bệnh đau đau bệnh quá trời. Dạ. Phải gầu. Cô đó được bao nhiêu công vườn? Vì có một tông tư mà cất hai nhà cũng như mẹ nhỏ này cho nó nền nhà. Dạ. Bây giờ tay nắm tay rồi công tình mần 40 mấy năm. Dạ. Vì ở riêng chỗ đó là hồi 20 tuổi tới bây giờ. Toàn 20 năm, 20 tuổi tới giờ 60 mấy, 66, 40 mấy năm 65 tuổi. Dạ. Đó mà đi nó nói rồi mà gầy dựng 40 mấy năm đi có một giờ là hết luôn. Dạ.
Rồi cô đó cô trồng cái gì cô? Ở đó trồng mít. Mít hả? Có thu hoạch được chưa? Khái thu hoạch được chưa cô? Dạ thu hoạch 2 năm nay rồi. Dạ. Cũng như năm bán được chứ khoảng 30 rồi được. Dạ. Vì mình mới 4 năm mà vì mới có 2 năm mà để trái rồi. Dạ. Dạ. Rồi chú, chú đâu? Chú đi về chỗ đất lỡ rồi vì ông già ông đang bên từ thiện nó cho ổng làm ở nhà. Vậy hả? Ông già ruột của ảnh. À, vậy là cái ông cụ mà già thật là già đó ha. Đó, đó. Là ông nội của mấy đứa này. Dạ. Ổng đi về chứ coi. Dạ, làm tiếp cái nhà cho ông cụ đó ha. Thì cũng đi xuống coi thôi chứ cũng có làm được cũng ổng hôm nay ổng cũng 70 tuổi rồi. Dạ. Phải nói trời tao gầu cái nước mà tao nè. Này nó vợ con nó nuôi nổi còn tao bệnh. Có cái hướng của nhà nước hay gì đó là có cho mình cái nơi nào chưa cô? Nghe nói là có cho nhà. Bởi vì tôi cũng xí nại lắm, tôi nói rồi tôi giờ tôi không còn miếng đất nào hết, mà phải cho nó nhà tôi mới được. Chết sống gì phải có cái nhà mới được. Dạ. Rồi. Nhớ cái lúc đó nó mình mất đất rồi mất nhà là khoảng bao nhiêu không? Thì bà nói hôm nay đất với gì là chỉ có công tư nè, công theo Phật. Giấy để đứt tay con theo bằng khoáng là có công tư nè, nếu mà cho nhỏ con gái này hết nhà rồi gì trồng được 200 cây mít. 200 cây mít thì 200 cây mít nó sống qua ngày được, sống hàng năm đủ. Dạ. Có từ đây sắp tới là như bây giờ thì sạt lở gì thì nó trắng ra cũng không ai muốn. Dạ. Thì cho cũng một số rồi chứ đâu mình ăn cả đời được đâu. Dạ. Cũng ví dụ tiện tặng thì cũng 1-2 năm hết. Dạ. Tiện là cũng 2 năm, nói là tiện dữ dợn luôn á, là cũng 2 năm. Rồi trong vòng 2 năm sở thì sao nữa trời ơi, tôi nói nữa 2 năm sở thì sao rồi tôi ăn gì trời. Nói tới đâu rồi nước mắt rớt tới đó. Dạ. Yeah. Với bằng đêm bằng hôm cái lật trong mạng coi thấy nó gầm đó. Dạ. Dạ. Cái anh đó anh Diễn quay lại được, anh Hiếu mà, anh gì đó. Anh Thảo. Nãy nó kêu xuống đây nè. Dạ. Yeah. Út Thảo kêu xuống. Dạ. Yeah. Không biết là bà cô cái hộ chiến còn chạy tới chạy lui á, coi bên nhà của thằng Thảo lỡ. Yeah. Đó mà cuối cùng nó còn xa dữ lắm mà gần 100 mét cái cuối cùng á thấy nó ụt vô quá trời là gì. Yeah. bà chạy rồi cái nhà chỉ thấy của người ta lỡ thôi chứ nhà mình không thấy, chắc nó tối mà. Yeah. Đâu dám ở, có ổng ở mà ổng ở đó, bà cũng la dữ lắm, bà nói còn người còn của làm ơn không chạy nha, chiến này là chạy bỏ của nghe, là ông thân ai nấy lo, còn nói vậy đó nha. Yeah. Đó mà kêu quá trời luôn, mấy đứa em ở bên ruột của bà đó lên kêu anh hai hỏi không lên tiếng lên gì hết. Yeah. Tôi nói giờ để sáng coi chứ giờ thân ai nấy lo à. Nó chụp một cái là hơn nửa cái nhà, chụp một cái là cả nhà nhắm làm sao nổi. Yeah. Mà không biết cái gì ở trong ở dưới đó mà chị nói nọ ngay đằng này, nói bơm cát bị có xà lan cát nó bơm đó là cũng hồi đó thì đuổi đi lúc rồi cấp sau này á, là nó lợi nó bơm là gần 1 năm rồi. Tôi đi chợ đi búa tôi có nói hoài, tôi nói mấy ông không ra đuổi nó chứ để mơi mốt nó lỡ bà cá hết. Yeah. Mà mình không ngờ nó không lỡ bà cá mà nó lỡ của mình đó. Yeah. Rồi cái thì nói độ chừng tháng mà bắt đầu sạt lỡ đó. Ở bữa hổm tôi điện gì dưới tôi nói mấy ông không bị mà tôi bị cái cú sốc này quá trời quá đất. Yeah. Nhà cửa tiêu tan rồi không còn gì hết. Yeah. Nói cái thân già tôi thì nhờ qua cái mít. Yeah. Mà bây giờ qua mít thái cái tiêu rồi tôi ăn cái này bà con cô bác rồi cho ăn 2 năm đi, mình tính là tiện đi 2 năm rồi 2 năm tới gì sau ăn cái gì trời. Nên yeah. Nó nói tới đâu khóc tới đó, nói tới đâu khóc tới đó. Yeah. Buồn dữ lắm mà giờ mình nói trắng ra mình khóc, nhất khóc cũng hết nổi. Yeah. Nhất khăn tiếng khóc tăng luôn. Yeah. Bởi vì này mấy nói nào nghe ai cũng khuyên hết trơn, người nói thôi bây giờ của đi thôi người, biết lâu vậy mà mình còn sống. Yeah. Thôi mà. Yeah. Nếu mà mình cỡ 7 giờ hoặc 6 giờ nữa là chết hết sớm luôn. Yeah. Cỡ đó là vô ngủ hết trơn rồi. Ừ, cũng còn hên ha, chứ nếu mà 6 giờ rưỡi thường khi nhà hai chồng dài lên bộ quăng ngủ là nó coi thời sự. Yeah. Còn dâu thì dạy chắc nội học, còn thằng kia thì chơi điện thoại. Yeah. Tụ tập vô chết hết. Dạ. Yeah.
Ghê quá ghê. Đấy vậy. Bởi vì nó sạc cái lúc giấc 3 giờ. 3 giờ lúc đó nó từ từ là đi tới 12 giờ luôn hả bà chị? Nghe mấy người đó nói cũng tới 12 giờ. Dạ. Mà nó vẫn còn sạc hả cô? Bây giờ nó cũng còn sạc mà nó còn sạc cục coi nhỏ. Hồi nãy con ra là nó còn lên tim đó nghe. Nó còn lên tim mà còn sạc đó. Còn lên tim bận hồi nãy con bơi xuồng ra và còn lên tim. Mới đây nói còn lên tim mà còn. Dạ. Bắt đầu mà sạc rồi á mà hai chiếc nó sáng nó chạy đi luôn. Hai chiếc sáng là bơm cát hay gì cơ? Chiếc sáng mà múc bên xà lan đó. À. Chứ không phải là chứ không phải ba sáng ăn cắp. Dạ. Cái này là múc công khai. Dạ. Nó chạy đi luôn, nó chạy đi trốn ha. Chạy đi trốn. Dạ. Bởi vì nó thiệt gầu quá chú ơi, gầu cỡ gì sao? Nó má con lớn mấy cháu nội con gái con học. Cô mẹ cho chị cắt cái nền nhà thôi chứ không có gì, không có đất mần. Mắc cái nền nhà. Dạ. Gì cho nó cái nền nhà. Cái củ cải nó thì nó mặn ngay cũng ít bị nó đi mần. Dạ. Mà cái lúc đó là mình đi làm hay gì vậy thôi? Đi làm hồi Đồng Nai á, nghỉ về hôm dịch tới giờ nhà má chồng chị dưới không có ai ở thờ đó. Dạ. Đi về dưới ở. Dạ. Còn cái nhà để đến đây cũng như đi tới đi lui vậy đó. Dạ. Cái lúc sạt lở đó là chị Tho ở đâu chị? Chị ở dưới ngã năm á. Yeah. Điện xuống nó sụp là chị nghĩ là chắc sụp cái bờ ba mút lên đắp cho nó không lỡ thôi chứ không có nghĩ là sụp nhà dữ vậy. Dạ. Yeah. Không có nghĩ là sụp nhà dữ thần vậy. Bị từ đó giờ ở đó theo biết giờ cũng theo coi như cũng 40 năm rồi. Dạ. Yeah. Là không có vụ này, không có tin được. Dạ. Yeah. Mình khi mà mình đi ở dưới chơi về rồi là mình thấy... Mẹ điện xuống, em nó điện cho hay là... Vì điện vô cho mợ bảy là nói mẹ nhà mày bị sạc là sụp rồi lên dọn đồ phụ. Dạ. Mày cũng coi thời sự, nó nói thời sự Vĩnh Long nó Cần Thơ ngập đó, tính điện gì hỏi thăm coi chưa, giường trên đây có ngập không. Mày chưa kịp điện lại nha, em thứ năm nó điện nó nói là sụp thôi chứ không có sụp dưới nhà dưới thôi chứ không có nói vụ là sụp nhà nữa. Dạ. Không có biết sụp nhà luôn. Từ nhà ở đó đâu có chụp dưới tầng ta lỡ thôi, ta lỡ lại lại nghĩ là lỡ là lại chỉ ở ngoài cái bờ đường đi thôi chứ đâu có nghĩ mà sụp vô vào mười mấy hộ này dữ thần vậy. Dạ. Cái này coi như bao nhiêu củ cải của mình là từ ở trên nó sập xuống không? Nó rơi xuống không hả chị Thoa? Nó đi xuống những cái ốc hết, đi xuống. Không có chứng kiến nhưng mà thấy ốc Thảo quay lại mấy cái chặng ốc đó là mình thấy mình còn sợ đó. Là cái tài sản của chị á, khi mà cô bà Chiến ở đây á, bà cho đất á, mình cắt cái nhà đó mình dành dụm đó là khoảng bao nhiêu năm mình cắt được cái nhà đó bây giờ? Bao nhiêu năm? À, cắt cái nhà đó cũng mười mấy hai chục năm rồi. Mười mấy hai chục năm đi làm dính tiền để... Hồi đó dạ. Cắt cũng vài chục triệu. Hồi đó là dân liệu nó vậy. Dạ. Dân liệu nó vậy. Thì chị là có chồng con gì không chị? Có. Dạ. Có một người chồng. Chồng với một đứa con. Hai đứa con. Hai đứa con. Dạ. Bây giờ như là một người chồng với hai đứa con giờ. Cũng ở dịch đó là về ở bên nhà bà già chồng. Không ai cái nhà đó. Về dạ. Ở đó đó. Như là về đây anh tưởng đâu giờ trốn dịch được ai già. Thì bây giờ dịch này còn nặng nữa. Dịch không có chết mà cái trận này phải bằng đêm là chắc chết đấy. Dạ. Mà cái lúc sạc đó là chị với gia đình chị đời di chuyển chị đi. Ở dưới ngã năm. Ngã năm hết, di chuyển ngã năm hết. Dạ. Hiện tại mà bây giờ là chị làm cái công việc gì chị? Chị ở nhà không có làm. Dạ, ở nhà. Như là chủng trong cái hộ, trong cái viện là khó khăn đó không chị Thông? Không đó, dạ. Đó thì hôm nay Lan Hang cũng đến đây, chị thấy ở trong cái phòng trọ này chị thấy... Tại từ đó giờ cũng đi làm thành phố ở phòng trọ cũng mười mấy năm rồi. Dạ. Yeah. Cũng biết, cũng nhớ vô phòng trọ này, cũng nhớ lại kỷ niệm hồi đi làm. Yeah. Vâng, và Lan Hang cũng đã đến chỗ cái ngôi nhà của anh Nam. Thì hôm bữa tới giờ đó cô bác anh chị, Lan Hang cũng chia sẻ cho cô bác anh chị về cái chỗ này, cái ngôi nhà của anh Nam nè. Bữa giờ nó sừng sững lên luôn. Ôi ôi, ngoài đó nó sạt lên đó anh Nam. Đó, đất anh ngoài đó giờ lỡ hết trơn đó. Dạ. Lỡ hết rồi cô bác đi. Đó, lỡ hết trơn nè đó, rồi nó ăn sâu vô tuốt trong luôn rồi kìa. Ôi ôi. Đó rồi nhãn của anh, chôm chôm của anh đó, đó, bây giờ nó đứng sập xuống dưới trơn đó.
Còn mé bên kia á, mé bên kia kìa, mé ghê, mé bển bây giờ mình ra không được chứ mé bển là nó banh cái nhà dưới đó là nó đứt khúc dưới rồi. Ồ, cái mí này là hôm bữa còn anh Nam ơi. Bữa không còn mà hôm nay đó là nó tới đây nữa rồi. Bởi vậy nó còn lỡ dài dài đó lu của anh giờ trôi nổi lum nhân. Hôm bữa còn mấy cái lu luôn nghe sập, cô bác. Sập rớt xuống chân luôn á. Dạ. Chỗ này sập mấy cái lu hết luôn. Đưa xuống hết luôn rồi khúc sau đó cũng ăn sâu vô nữa rồi. Dạ. Quá rồi. Nó còn ăn lòn hoài. Đây là cái nhà của anh Nam nha cô bác. Đây. Giờ cũng không ai dám ở đâu. Bây giờ mạo hiểm mình ra đây chút xíu nè, quay cho bà con cô bác thấy nè. Đó, đây kìa. Giờ em kìa, hết hình dung chưa? Đây giờ cái nhà của anh này trời. Trời ơi. Trời ơi trời, thấy cái cảnh này thiệt. Kìa. Bức. Trời ơi trời, mấy chục năm. Dính những tiền mấy chục năm bây giờ nha. Trời ơi trời kìa. Cái kia nó bức cái kia trời, hẹn chứ bụng tháng chứ trời trời ơi. Em ở đây không có, anh không có về đây, anh không chứng kiến cái cảnh này, trời ơi, mới. Trời ơi, cái kia nó nứt, trời ơi, chết rồi. Còn cái gì nữa, đó. Dạ, yeah. Cái hình vật mình di dời luôn rồi hả anh Nam? Anh mới về hôm qua ba đó, anh thấy nó quá trời rồi, anh mới xin khẩn nói anh niệm ba Phật, bây giờ anh thỉnh Phật về, anh đang ở trọ. Dạ. Yeah. Bây giờ thôi, anh thấy nó meo quá trời rồi, thỉnh Phật về. Cái góc này hôm bữa chưa đâu nghe cô bác. Về bữa bên trọ. Đặng rồi rồi sau này á, anh á, cứ được lại cái nhà á, thì anh thỉnh Phật về nhà anh thờ. Dạ. Yeah. Chứ giờ để đây á, rồi nó sụp, nó nhấn chìm Phật dưới luôn. Yeah. Thử ra anh về á, anh mạo hiểm là anh đó cái ghế kìa, anh còn bắt đó. Dạ. Đó cái ghế đó để là đứng lên đang bị anh ông Phật tuốt ở trên đó, dạ. Đó là tuốt trên đó. Dạ. Đó ghế đó anh đứng dưới lên đó, anh thỉnh là ông đi là anh vô anh ôm ống ra rồi đó là tay muốn gung luôn mà anh cũng lèo vô luôn cũng dái dữ lắm. Dạ. Nếu mà anh vô mà nếu mà nó nhấn xuống thì Phật tiêu anh cũng tiêu. Dạ. Đó mà anh lèo vô luôn. Dạ. Mà bữa đó thì anh về đó là cái chỗ này nè là nó chỉ sụp thôi chứ bữa nay bây giờ nó quá trời bông thang nó hỏng ở dưới hết trơn. Dạ. Chỗ dưới này nó bọng đó anh Thảo. Ủa anh Nam. Nó bọng bây giờ không dám ra nè, bây giờ thấy vậy chứ không biết nó có bọng vô tới trong này không nữa mà nó nứt hết trơn nè. Dạ. Nó ở ngoài đó kìa trời ơi thôi rồi. Cái nhà mấy chục năm mà dành dụm mà mần cất nhà mua đất rồi bây giờ không còn cái gì hết trơn. Này con chú. Bởi vì anh thấy cái cảnh này nó thiệt. Chịu hết nổi luôn. Xích xích vô đây đi anh Nam ơi. Để... Thôi rồi. Nó thiệt, chịu hết nổi luôn rồi. Dạ. Yeah. Trời ơi, nó nói thiệt. Cái này á, Phật á, là chắc là muốn giữ lại để Phật ở hay sao? Dạ. Yeah. Nó thiệt, anh dái dữ lắm với trời với Phật. Là lúc trước đó anh có dái. Yeah. Anh dái á, có sập ở đâu sập, chừa cái nhà này lại á, là để cho Phật ở. Yeah. Rồi anh á, sau này á, anh cũng tới lui á, để là anh đốt nhang cho Phật. Dạ. Yeah. Đó. Mà không biết có cái niềm linh gì không thì anh cái đó là không dám nói. Thì không dám nói. Yeah. Nhưng điều đó là tới ngày hôm nay mà còn giữ được mà ở ngoài anh thấy rõ ràng là vợ chống Phật hết trơn. Dạ, yeah. Từ khi mà anh khiêng cái tấm hình đó ha, đi rồi là bắt đầu nó đúng rồi. Anh là lấy tới luôn. Đó, chứ là bữa hổm là cũng như mới có vô chứ chưa có như vậy, giờ về yeah. Là thấy hết hồn luôn rồi. Dạ. Yeah. Bữa giờ từ khi mà anh di dời vô là anh vô đây anh thăm cái nhà anh mấy lần rồi anh Nam? Nói chung là ngày nào là anh cũng về, bởi vì anh thấy là anh bởi mà về biết rồi mấy đứa con nó cũng điện hỏi cha ơi đừng có về nữa. Bởi yeah. Vì về á giờ anh thấy là khóc á. Yeah. Rồi nó tủi thân á. Mấy đứa con nó cũng dái luôn, nó trời ơi có sập mà sập mẻ ra rồi để cho ông để ông về, em thấy không chịu không nổi khóc hoài. Mấy đứa con nó cũng chịu không nổi. Dạ. Anh gia đình của anh được bao nhiêu người con anh Thảo? Hai đứa. Dạ. Anh với vợ anh thì có hai đứa con à. Dạ. Bây giờ cũng đi học ở trên thành phố. Dạ, đi học ở trên Sài Gòn rồi tiền bạc Sài Gòn. Rồi. Bây giờ em không em hỏi cái này hơi buồn chí xíu anh Thảo. Ủa anh Nam. Ví dụ như mấy cái đất của mình ở đây á nó sạt lở hết rồi, rồi tiền đâu mà cho con cái của mình ăn học anh Thảo? Thì bây giờ là coi như anh mắt trắng thì còn gì nữa. Dạ. Đó, bây giờ chỉ nhờ là mạnh thường quân các nhà hảo tâm á là giúp đỡ là chứ còn bây giờ nhà nước á thì nói chung á thì chưa biết. Dạ. Chưa có nghe gì hết á.
hôm ngày thì cũng là từ hồi đó, lúc mà mới đầu là nó bị dở dở thì cũng nhờ các mạnh thường quân là ngày nào cũng trong nước ngoài nước cũng có mà đến để mà hỗ trợ và động viên là để an ủi tinh thần để mà phấn chấn lại là nắm vững tinh thần để mà tạo dựng lại cuộc sống sau này. Nó thì cũng đỡ buồn, dơi bớt buồn đôi chút, mà nhân điều cũng nghĩ, nếu nghĩ tới thì không bao giờ mà cầm nước mắt được. Nhưng điều mà mấy nay thì thấy cũng nhờ mạnh thường quân và các nhà hảo tâm thì cũng an ủi được phần nào. Cái này từ bữa tới giờ đó anh Thảo, anh Nam nó lộ mình Thảo hoài cô chú anh chị, cái chỗ này nó còn, nó vẫn còn triệu chứng là lỡ hoài luôn phải không anh Nam? Nó lỡ. Là bây giờ là nói chung nó tiếp tục, nó vẫn lỡ hoài chứ không phải hôm hởm thì nó sụp, nó sụp ghê lắm. Mà bây giờ là nó sống nè, bởi vì trong này hồi nào giờ mình trồng cây ăn trái rồi đó, mình săn sóc nó phân đồ đó, rồi đất nó xốp. Rồi bây giờ nó sụp như vậy đó, tình thử ra sống nó giả vậy, nó cứ rớt đất hoài, nó cứ ăn vô hoài. Thì từ từ đây rồi cũng không còn gì hết trơn. Đâu ngờ là một cái cù lao bình yên như thế này mà nó xảy ra cái vụ việc này. Thấy đó, bây giờ cái nhà giờ thấy vậy đó, nó hỏi chứ hồi nào giờ nghĩ đến mình ăn ở đâu, mình ở đâu, mình ngủ ở đâu. Bây giờ về thấy cái cảnh này rồi giờ thấy mà không vô được, không vô nhà mình mà mình không đi vô được. Không biết em chứ sao mà chịu nổi. Giờ nhà mình đây nè, hồi đó mình ăn ở đâu, mình ngủ ở đâu, bây giờ về thấy mình nghĩ nè, mình nhớ tới chỗ nào ngủ ở đâu, giờ thấy cái nhà. Chỉ đứng kinh chứ không có dám vô. Trời trời. Dạ thôi cố gắng. Đau lòng quá. Cố gắng lên anh Nam ơi. Dạ. Một cái người con trai như mình cố gắng mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên đặng mình sẽ còn làm lợi được nữa anh Nam ơi. Đó thì lăng thang không phải là ra đây để khơi lại cái nỗi buồn của anh Nam về cái ngôi nhà của anh Nam, mà đặc biệt ra đây để chia sẻ cho cô chú anh chị gần xa biết là cái ngôi nhà của anh Nam như thế này nè cô bác. Tại vì cũng em quay hôm bữa giờ em cũng chưa biết cái nhà. Thì em cũng xin lỗi là có cái là thiệt về cũng không muốn khóc, mà về thấy là cầm không được. Nói chung là cầm không được. Không cầm được nước mắt luôn. Không cầm được, cứ nhìn cái nhà, thấy cái nhà mà vô không ở không được rồi. Đó là thấy là trong lòng nó nghĩ sao nó nghẹn, nói không muốn ra lời, mà nhìn cái mấy ông ngoại một cái rồi thấy trời ơi quá xá luôn. Trong này thấy như vậy nó ngăn nó nứt vậy, mà mấy ngoài bây giờ nó ăn sâu vô nó mà liêu tiêu vậy mà nó không gớt. Nó vẫn đứng vậy nó không gớt. Mà thấy vậy ở vô nhà chứ không dám vô. Cái hàng chôm chôm bên đó ngày qua em thấy nó còn á anh Nam, cái hàng chôm chôm bữa em quay á, anh đúng có rồi. Clip á còn, mà bữa nay nó thụt vô thêm nữa rồi đó. Gớt mất rồi. Có sao thì mình nói vậy, nó sụp thì mình nói nó sụp chứ gớt mất rồi. Nó chạy mí thì mình nói nó chạy mí, nó sụp. Không, đúng rồi. Chứ Lan Khang không có bao giờ là nói thêm, nói bớt gì ở trong đây nghe cô chú. Đó, hiện tại giờ nó còn triệu chứng là nguy hiểm, nó vẫn còn sụp. Nó, ở bên mí bên đây hôm bữa bên đâu có đâu. Bờ hẫm nó còn tuốt sao cái cây cầu mà cầu cá của anh á. Cái cầu ở vườn thì nó kêu cây cầu tiêu cá đó. Thì là anh còn, anh xây bằng gạch. Là còn, mà bây giờ nó mất tiêu luôn, mà gớt luôn mấy cái cây chôm chôm anh đó giờ đây giờ mình thấy đó. cái lưu nó gớt rồi em biết rồi. Mấy cái lưu đằng ba cái kêu ở đây kêu kiệu đó. Nó bây giờ nó sụp nó gớt ở dưới chân rồi giờ đổ lên bình đây cái nè. Kêu cho nó mất hết thôi. Thôi bây giờ mình đi vô trong anh Nam đi. Để đứng ở đây hồi anh khóc cũng nữa thấy, chắc em thấy khóc theo anh luôn quá. Thấy cũng nguy hiểm nữa. Đứng đây hồi nguy hiểm lắm cô chú. Bởi vì Lăng Hang nói á, các anh các chị nào coi á, mình đứng ở ngoài mí ngoài đó mình coi thôi. Đó, đây nè. Nguyên cái này là nhãn của anh. Chôm với nhãn của anh ha anh Nam. Tới mí ngoài này là đất của anh ngoài này luôn ha. Tới ngoài đó đó. Đây nè cô chú nhìn đi. Hôm bữa em còn đứng với cái ông chú đầu tiên, cái ông áo sọc sọc đó. Em đứng ngoài đó đó, anh chắc có coi clip em đứng ngoài đó đó, mí ngoài này nè. Cũng như anh 7 clip mà giờ mất hết 4 clip rồi đó. Đó, giờ nó gì nè. Bây giờ chỉ còn như đây qua đó 3 clip mà ở đầu trên nó ăn xuống nữa rồi. Chứ không có đầy đủ được 3 clip. Nó ăn xuống nữa rồi thì đây nó từ từ nên nó ăn bớt hết. Nếu mà cái nhà này mà nó sụp gớt cái nhà này rồi đó
là có thể còn nguy hiểm nữa là nó ăn vô nữa. Bởi vì cái nhà này bây giờ nó còn nó còn giữ được cái khúc này nè. Chứ nếu mà cái nhà này nó sụp xuống rồi đó là bắt đầu nó ăn vô như khúc trên, nó ăn mặt mẹ hết trơn một nửa xuống rồi đó. Bây giờ cái đầu như này nó chưa ăn vô là nhờ cái nhà này còn giữ nè. Chứ nhà này giữ rồi đứa mất rồi xuống rồi là nó ăn vô nữa. Quá trời, cái nhà chứ của không... cái nhà của anh nó kiên cố anh nè. Đúng rồi, cái nhà anh là nói chung ở ngoài này hồi cất hồi anh năm cất hồi năm 99 đó. Là đó là cái nội mà anh đóng từ chàm đó là một lỗ cột là nó 45 cây. Đó, đà đổ đà bự lắm. Rồi sắt thì sắt 12. Bởi là nó rồi cái trong nền đó là hồi đó anh đổ đậm đá là đá 46 cũng dữ lắm ở dưới, rồi chảy dĩ đó, rồi đường dĩ rồi mấy lỗ cán rồi mấy lót gạch, bởi giờ nó cứng, cái nền nó cứng. Nó ầm sâu xuống dưới luôn hả anh? Bởi giờ em thấy cái tường nó không có găng. Chứ gặp mà nó không mấy là cái tường nó xé tường rồi. Vì cái đà nó chắc á. Xé tường không được, bị cái đà của nó chưa xé ra, nó xé đà không được, thành thử nó đâu có xé tường được. Cái này bây giờ nó thành cái biển luôn rồi. Còn cái... thì bây giờ hỏi em chứ bây giờ cái này thành cái biển thiệt rồi. Chứ hồi xưa thì cái hồi hôm chưa sụp á, ngoài này anh dòm đâu, trong này dòm ra không có thấy nước thấy gì, toàn là cây ăn trái mình không à. Bị đây ra ngoài là khoảng 300 mét có trên. Từ đây lên tới cái chỗ mà tuốt sụp ở trên đầu trên trển xuống đó chứ anh là khoảng 500 mét đó. Chứ đâu phải là gần đâu. Anh không nghĩ đến mà cái sự mà nó tới cái nhà anh được. Mà nói thiệt là không ngờ là nó sụp gì mà khủng khiếp. Khủng khiếp luôn chứ không phải là... sụp gì đâu mà giờ em thấy là hết hình dung, hết sợ, thấy là không dám ở, là bắt bỏ chạy bỏ chứ không có nói mà để lấy đồ lấy gì trong này được. Đó, anh Nam ra chia sẻ cho cô chú anh chị đó, đây là cái ngôi nhà của anh Nam mà bữa giờ lăng thang quay đó, thì hôm nay gặp được chủ nhân của cái ngôi nhà mà anh Nam coi như là cũng không cầm được cái nước mắt luôn cô bác anh chị. Thì thôi bây giờ này cũng tối rồi anh Nam ơi, anh cũng về trên phòng trọ ở trên thì trước tiên thì lăng thang hồi nãy cũng đã động viên anh cố gắng mình phấn đấu lên anh Nam ơi, coi như vượt qua cái lúc này. Thì cô bác anh chị coi á, những trên clip á, có ủng hộ hay muốn giúp đỡ gì đó những cái hộ này thì cứ liên hệ trực tiếp lại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thôi. Lên đó thì gặp những ga ủy ban đó, gặp cái hộ các hộ đó thì ủy ban kêu lên thì giống như bữa giờ là hỗ trợ cũng rất nhiều ha anh Nam. Dạ, mì gói rồi nước tương rồi ha. Dạ, mồng đồ này cũng đầy đủ hết rồi. Nó